Đây không phải là lần đầu tiên giải thể thao cấp tỉnh được đưa về địa phương, trong đó huyện Tân Trụ. Trong Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 9 năm 2022, Tân Trụ đã đăng cai các môn như đẩy gậy, bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, v.v. Có kinh nghiệm tổ chức đăng cai giải tỉnh ở kỳ đại hội trước, thì kỳ giải vô địch bóng chuyền nam này thì Tân Trụ chủ động tập trung anh em chuẩn bị sân bãi từ sớm để hoàn thành các hạng mục của tỉnh giao trước ngày thi đấu, lắp thêm các hệ thống mới như là âm thanh và máy phát điện để hỗ trợ cho giải đấu tốt hơn. Với diện tích 559 m², móng cọc bê tông cốt thép, sàn bê tông ốp gỗ, bố trí kết hợp sân bóng chuyền và bóng rổ, sân cầu lông, bóng bàn, v.v. Nhà thi đấu đa năng Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện Tân Trụ đã xây mới được hơn 3 năm. Không chỉ là nơi đáp ứng nhu cầu sinh hoạt giải trí cho người dân, có nơi rèn luyện sức khỏe, thúc đẩy nền thể thao của huyện nhà ngày càng phát triển, mà còn đủ điều kiện phục vụ một số môn thi đấu cấp tỉnh. Không riêng huyện Tân Trụ, các địa phương như Châu Thành, Thủ Thừa, Bến Lức cũng được chọn đăng cai một số giải thể thao quy mô cấp tỉnh. Với việc giải thi đấu thể thao tiếp tục được đưa về cơ sở tổ chức, sẽ tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa phong trào thể dục thể thao trong quần chúng và làm phong phú thêm món ăn tinh thần cho người dân ở địa phương. Trở lại với giải bóng chuyền nam, dù lần đầu tiên tham dự, hai đã khẳng định được vị trí trên sân chơi bóng chuyền trong tỉnh. Các đội đến với giải với tinh thần rất hứng khởi, quyết tâm chơi cống hiến để có thể tiến sâu vào giải và hơn thế nữa là thay đổi màu huy chương. Đây là lần đầu tiên em được thi đấu giải này, em hồi hộp mà cũng ráng cố gắng để chiến thắng bản thân để đạt thành tích cao nhất, đem về thành tích cao nhất cho đội. Về đội bóng thì cũng nhiều năm liền là cũng nằm trong top 1-2 của tỉnh, cũng có cung cấp cho tỉnh vài vận động viên năng khiếu và cũng có một vận động viên là đang là đội tuyển của Long An. Rơi vô bảng đấu mạnh là ba đội nằm trong top 3 của Đại hội Thể dục Thể thao năm 2022 là Thủ Thừa và Đức Huệ, là hai đội đứng nhất và đứng nhì. Giờ hôm nay là thì nói chung anh em cũng quyết tâm thi đấu để thay đổi thành tích năm 2022 là đội nằm trong giải 3 của Đại hội Thể dục Thể thao. Đến với giải du lịch hôm nay thì đội sẽ cố gắng phấn đấu để nâng cao thành tích trên giải 3 nữa. Thì được ở sân nhà thì anh em chủ động được thời gian, công việc ở nhà được sắp xếp nó dễ hơn là tập trung thi đấu xa. Anh em gom lại dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. Với tổng 18 trận đấu vòng loại đã diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 5, bốn bảng đã xác định được các đội bóng tiến vào vòng chung kết. Tại bảng A là hai đội Tân Hưng, Tân Trụ, bảng B Bến Lức và Cần Đước, bảng C là Mộc Hóa và Tân Thạnh, còn tại bảng D là hai đội Châu Thành và Đức Hòa. Trong đó đáng chú ý, bảng A, bảng đấu tử thần xuất hiện bất ngờ khi đội chủ nhà Tân Trụ giành vé vào chung kết. Chủ nhà Tân Trụ được thi đấu trên sân nhà đã có sự chuẩn bị tốt với quyết tâm vượt qua từng trận đấu cũng như cống hiến cho khán giả huyện những trận cầu mãn nhãn. Đội bóng Tân Trụ chỉ để thua duy nhất đội bóng Nhất Bản Tân Hưng, nhưng đều xuất sắc có hai trận thắng trước hai đội đứng đầu Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 9 là Thủ Thừa và Đức Huệ để tiến vào vòng chung kết. Tại vòng chung kết, 8 đội sẽ thi đấu loại trực tiếp, chọn ra các đội vào thi đấu bán kết và chung kết xếp hạng. Tất cả các trận đấu sẽ diễn ra tại nhà thi đấu đa năng huyện Tân Trụ trong 2 ngày 20 và 21 tháng 5.